Uống cái gì xanh xanh ghê vậy? Lỡ như cái này có thuốc độc hay hóa chất hay hóa phẩm gì uống vô chết thì sao? Đó là tư duy của những người không đón nhận cái mới. Họ nhìn một điều gì đó mới, họ luôn thường có sự phản kháng. Đó là lý do mà họ sẽ không nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Vậy chúng ta hãy suy xét ở một góc độ tích cực. Có bạn có thấy cái nước gì cũng màu xanh như thế này mà nó tốt chưa ạ? Đó là rau má. Đó là nước được xay ra từ những loại rau xanh củ quả mà nó có màu xanh. Và chúng ta cần hiểu cái nước này chính là diệp lục collagen của công ty Mỹ Anh đang phân phối. Vậy diệp lục là gì? Diệp lục chính là sắc tố màu xanh trong thân cây và lá cây. Những cái sắc tố màu xanh này nó được quang hợp với ánh nắng mặt trời để tạo ra những cái gọi là dưỡng chất cho cây, hay còn gọi là một cái nhựa cây đó cả nhà. Vậy thì đó, người ta được ví nhựa cây như là máu của cây. Thì cơ thể của chúng ta, máu là quan trọng đúng không ạ? Vậy thì cấu trúc, cấu tạo nên cái diệp lục tố này nó có tương đồng với cấu tạo của hồng cầu. Đó là lý do mà khi chúng ta sử dụng cái hàm lượng diệp lục này vào cơ thể thì phản ứng sinh hóa học sẽ diễn ra trong cơ thể. Nó sẽ tách cái đuôi magie ở bên trong cấu tạo của diệp lục này ra để gắn cái đuôi sắt trong hàm lượng hồng cầu máu của cơ thể. Nó tạo ra những cái chuỗi protein cấu tạo lên những cái tế bào hồng cầu máu. Được chưa cả nhà? Vậy thì đó là sự chia sẻ của Mỹ Anh về góc độ khoa học, cấu tạo về mặt sinh học của cơ thể, để chúng ta hiểu được rằng chúng ta dùng cái gì, chúng ta uống cái gì, chúng ta tìm hiểu cái gì, chúng ta cũng cần có kiến thức chứ không phải là chúng ta nghe theo người khác được thế nào. Vậy thì bạn còn đợi gì nữa khi bản thân Mỹ Anh là một chỗ spa, là một người có kiến thức chuyên sâu về môn sinh học. Và vô cùng quan trọng, đây là dòng sản phẩm mà nhà thuốc cũng như là rất là nhiều y bác sĩ của hệ thống Mỹ Anh đã phân phối rất là nhiều. Vậy thì bạn còn đợi gì nữa? Mỹ Anh thì chưa khuyến khích các bạn kinh doanh đâu. Hãy trải nghiệm nó đi, để bạn không lãng phí thời gian của cuộc đời mình mãi mê đi làm những liệu pháp chuyên sâu tại spa và thẩm mỹ viện, để rồi da của mình bị chảy xệ và không còn được cấu trúc da. Thì hãy uống diệp lục collagen đi, như việc uống nước mỗi ngày. Bạn kiên trì trong vòng một tháng, bạn sẽ thấy sự thay đổi ngay thôi. Và lúc đó bạn sẽ hiểu tại sao Mỹ Anh lại trông trẻ như thế này so với tuổi. Đã 35 tuổi rồi nhưng rất là trẻ và có một làn da rất khỏe. Được chưa ạ? Rồi, chúc cho các bạn sẽ có một làn da khỏe, một làn da đẹp và một sức khỏe thật khỏe. Nếu bạn cần thêm điều